Thế luôn anh em xe đạp xanh nha. Thì hôm nay mình có ship một mẫu xe này đi cho khách. Cái mẫu này thì được trang bị là tay đề lắc. Rất là nhiều anh em mà đang sử dụng những cái mẫu xe đua và dạng tay đề lắc như này là không biết chuyển số như thế nào. Đó, bởi vì nó kèm theo liền luôn cả phanh. Đó. Trên cái ghi đông này thì nó có phanh trước và phanh sau. Nhiều anh em không biết sử dụng chuyển số như nào, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em này. Đấy, bên tay phải của mình đây là sẽ chuyển, là chuyển nít đằng sau này. Khi mình gạt cả cụm này vào nhá, gạt vào trong trong bên trái này thì là nó sẽ chuyển số này. Đấy, mỗi một lớp của nó là một số. Còn khi anh em muốn nhả về số thì nó có cái lẫy này. Đấy, cái lẫy này nó là nhả số về này. Đấy, lẫy này nhả số về này. Nhiều anh em là đang có không biết là cứ ấn mỗi cái này không biết là lên số thế nào thì biết mỗi nhả số về thôi. Đấy thì hôm nay mình chia sẻ này. Khi mình ấn vào trong cái này là gạt số lên này, cả cụm này nhá, cả cụm phanh này. Còn phanh bóp này là bóp phanh, còn khi mình chuyển số thì mình ấy gạt sang bên trái này. Đấy. Còn bên này thì bên tay trái của mình đây là nó sẽ là chuyển chuyển đĩa này. Đĩa này tương tự khi mình gạt về bên phải này, gạt tất cả cụm này về bên phải thì nó sẽ lên một lên đĩa này. Còn mình gạt cái lấy ngoài này thì nó sẽ là chuyển về đĩa nhỏ này.